Con và cún con. Trong bài hát có nhắc đến những con vật nào? Trong bài hát có nhắc đến con gà trống, con mèo con và con cún con. Bây giờ các con cùng chú ý lắng nghe và đoán xem tiếng kêu của con vật nào nhé. Các con đã biết tiếng gáy của con nào chưa? Đây là tiếng gáy của con gà trống đấy. Chúng mình chú ý lắng nghe tiếng con gì kêu tiếp theo nhé. Đây là tiếng sủa của con gì nhỉ? À, thì ra là tiếng sủa của con chó đấy. Bây giờ mình cùng lắng nghe thật kỹ tiếng kêu của con vật nào nữa nha. Các con đã nghe được tiếng kêu của con vật nào chưa? Mình cùng nghe lại thêm một lần nữa nha. Đó là tiếng kêu của con mèo đấy các con. Các con vừa nghe tiếng gáy của con gà trống. Tiếng sủa của con chó. Tiếng kêu của con mèo. Các con vừa được nghe tiếng kêu của các con vật rồi đấy. Bây giờ các con cùng với cô Trang chơi trò chơi bắt chước tiếng kêu của các con vật nhé. Tay đẹp của các con đâu? Các con xòe tay đẹp ra nè. Và làm theo cô Trang tiếng gà trống gáy nha. Tiếng gà trống gáy như thế nào? Vậy tiếng chó sủa như thế nào nhỉ? Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Tiếng con mèo kêu như thế nào? Mèo mèo mèo. Vậy cô đố các con vịt kêu như thế nào? Cạp cạp cạp. Cạp cạp cạp. Còn con chuột thì làm sao nhỉ? Con chuột kêu chít chít chít. Chít chít chít. Các con vừa chơi trò chơi với cô Trang thật là vui phải không nè? Ở nhà các con cùng chơi trò chơi này với ba mẹ nha. Cô Trang xin chào tạm biệt các con.